Hai đi hai. Đừng té nha. Đúng không, anh quay lại đi. Dạ lắm luôn á. Con cho mọi người, không biết mọi người thấy mình hay không, nhưng mà mình thấy là đằng trước là mình không thấy gì hết trơn. Ở đây là cậu vật đó 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 đó, thấy chưa? Anh đi ơi, chừng té nè. Đi ơi, Tú Anh ơi. Đây là trên đỉnh Sương Mù. Hả? Mình đứng đây xíu thôi, mình đi vô. Ba đi vô đi, ba ra đây làm chi? Ba đem quay sương mù thôi, làm vô nữa. Làm về máy nè. Hai, hai đâu rồi? Con đây nè. Ê, con đây kìa. Ờ, đó là bàn tay kìa. Con bắt đầu thấy nó rồi đó. Bánh tay của mai. Không phải, không phải bàn tay vàng đó. Đó, đó, đây là bàn tay Phật, mày cả nhà thấy không? Đó. Lạnh tê cứng luôn. Không thấy gì luôn cả nhà ơi. Cái này lát chưa chưa chụp hình của anh nè, chứ giờ không thấy gì con. Đâu đâu đâu, hai đứa có hút thuốc không? Hả, thở gió kìa. Đi ơi, đi. Ba với hai đâu anh đi? Đi. Quá trời cảnh đẹp luôn á, mà hả? Đi không chịu chụp nè, ở đây chụp đẹp nè. Hả? Ba chụp cho em tụi nó đi. Ở đây nè. Ở đây đẹp nè. Không sao đâu, ngồi xíu đi. Rồi ngồi xuống. Ôi giời ơi, nó lạnh. Rồi đi chơi. Từ từ, con phải để nó lắc đi nữa chứ. Con, không con. Đó, đợi xem. Đó, đợi coi. Chú cắt lắm. Lấy cho mày luôn. Cái gì vậy? Đồng kia chưa? Leo lên, leo lên. Rồi leo lên, ngồi vô, ngồi vô. Tú Anh ơi. Tú Anh. Tú Anh ơi, lên đây ngồi nè con. Đâu có hạt đầu á, chị. Đâu có hạt đầu á, chị. Đâu có hạt đầu á, chị.
lấy bác kính giá mày luôn lên đây. À được rồi, má mày lấy rồi. Ủa thì sao cả phim này có cái mặt dày vậy? Phải có cái mắt kính mình mới chơi được chứ. Không, tại sao cả phim này có kiến gì giống như nhau? Ừ, đúng rồi. Hồi lúc nhà mình cũng vậy nha. Cái cái đặc phim bên đây khác. Ngồi đâu, ngồi đâu. Ngồi chạy lên kia ngồi kìa con. Bên đây ngồi nè con, anh Đị ơi. Bên đây mạnh nào nó cầm súng thôi. Còn đi quay nữa. Đây mới đúng là cá coi nè. Còn mấy cái hồ cá coi kia là giả không à. Đi cho cá chép vậy á. Trời, cái nó rớt giờ. Dạ. Dạ. Có buồn quá.